Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện quyền sùng ngỗ tác y phi chuyển của tác giả Bộ Nguyệt Thiền Trang. Nếu yêu thích video hãy nhấn theo dõi kênh và để lại bình luận bên dưới nhé. Chương 191 Tâm Lan sinh con 3 Cương ép đổ vào, giọng nói tần hoan nghiêm túc, hoàn toàn không mềm lòng. Mặc thư do dự dây lát rồi đột nhiên chính mình uống một ngụm rồi bịt mũi diêu tâm lan lại, trực tiếp dùng miệng mình bón thuốc cho Diêu Tâm Lan. Tần Hoan nhìn thấy cổ họng Diêu Tâm Lan di chuyển thì mới yên tâm. Một lần đốt nửa bát là được. Tần Hoan nói xong, nhìn thấy bụng Diêu Tâm Lan đã băng bó hoàn chỉnh, hai bà vú bên kia ôm hài tử khóc qua qua. Tần Hoan thấy mặc thư bón cho Diêu Tâm Lan hết nửa bát thuốc, sau đó mới thở phào một hơi, lấy chăn gấm sạch sẽ phủ lên, rồi lại đặt hai bình nước nóng bên cạnh, cửa sổ chỉ có thể mở một cánh ở phía ngoài cùng mặc thư ghi nhớ từng câu từng chữ sau đó mới đi đến phía bà vú để ôm tiểu hài tử cửu cô nương cửu cô nương thật sự là thần rồi mấy bà vú già đều mắt đẫm lệ tần hoan lên tiếng trong phủ có mời được vú nuôi không bà vú thở dài vú nuôi từ sớm đã chuẩn bị rồi thế nhưng vẫn chưa mời vào phủ bởi vì thiếu phu nhân vốn phải hơn tháng nữa mới sinh tần hoan gật đầu đây là việc vui đi báo cho phu nhân đi. Nói xong thì tần hoan mới nhớ ra vừa rồi hình như là lâm thị đã ngất đi, nàng nhất thời không biết phải ăn bài thế nào, vú nuôi là nhất định phải có, các người ai biết phải an bài thế nào thì cứ đi mời về đi. Dáng vẻ hiện tại của thiếu phu nhân thì không thể có sữa cho hài tử đâu. Một vú giả bước lên nói, đa tạ cửu tiểu thư, nô tỳ biết, hiện tại nô tỳ ra ngoài luôn, có điều thủ vệ ở ngoài cửa phủ sẽ chặn nô tỳ lại. Tần Hoan nghĩ nghĩ, ta viết một bức thư tay để đảm bảo, người cầm đi thử xem sao, nếu như không ra được thì lúc đó tính tiếp. Tần Hoan đi đến trên bàn ở cách đó không xa, tự mình lấy văn phòng tứ bảo ra viết, rất nhanh bà Vũ già kia đã cầm thư tay của Tần Hoan rời đi. Mặc dù Lâm Thị đã ngất xỉu thế nhưng Tần Hoan cũng không biết hiện tại bà ta thế nào rồi, nàng nghĩ nghĩ rồi gọi một Vũ già đến bên chỗ Lâm Thị xem thử, chẳng bao lâu sau bà ấy đã quay lại bẩm báo. Cửu tiểu thư, phu nhân đã tỉnh dậy rồi, cũng đã nghe được tin tức, có điều hình như phu nhân có chút thất vọng nên vẫn nằm trên giường không dậy nổi. Còn bên phía Phật đường kia truyền đến tin tức, thế lửa đã giảm đi nhiều, thế nhưng vẫn không thấy đại thiếu gia ra ngoài. Trong lòng Tần Hoan chịu nặng, lâu như vậy rồi Tần Sâm còn không ra ngoài, đừng nói hắn không phải người có võ công, mà nếu như thật sự có thì ngay cả Yến Chỉ cũng không thể ở bên trong quá lâu, huống hồ là hắn. Tần Hoan gật đầu, biết rồi, vậy mấy người các ngươi chăm sóc thiếu phu nhân cẩn thận là được. Bà Vũ già thở dài, vâng, bọn nô tỳ chắc chắn sẽ tận tâm. Tần Hoan vừa nói vừa đi đến cửa sổ, vừa rồi cả người nàng toát mồ hôi lạnh cho nên hiện tại mới cảm thấy rét run. Bên Phật đường đúng thật là thế lửa không mạnh bằng lúc trước thế nhưng vẫn sáng trói lọi chiếu lên màn đêm ở phía đông tần hoan muốn đi qua đó xem thế nhưng lại lo lắng cho diêu tâm lan nên trước tiên đành phải chờ đợi ở lâm phong viện cử tiểu thư tiểu bảo bối ngoan quá tần hoan quay lại nhìn mặc thư đốt thuốc cho diêu tâm lan xong rồi ôm lấy tiểu bảo bối tần hoan nghĩ đến câu nói trước đây của diêu tâm lan thê thê trước đây đại tẩu đã từng nhắc đến nếu tẩu ấy sinh ra nữ nhi thì sẽ đặt tên là thê thê cử tiểu thư có muốn ôm một cái không Mặc thư cảm kích tần hoan, bế tiểu hài tử đưa đến. Mặc dù đứa nhỏ này là tần hoan lấy từ trong bụng diêu tâm lan ra, thế nhưng từ trước đến nay nàng chưa từng ôm tiểu hài tử, nàng cẩn thận đỡ lấy, nhìn thấy đôi mắt khép hờ của thê thê đột nhiên mở to ra. Mặt thê thê tuy vẫn còn nhiều nếp nhăn thế nhưng trong mắt lại đen lấy, tần hoan mới nhìn đã rất yêu thích đôi mắt này, nàng khẽ gọi, thê thê. Tiểu Bảo Bối cứ như nghe hiểu được lời Tần Hoan nói, đôi môi hơi chép chép. Mặc Thư vội nói, "A, à, Tiểu Bảo Bối thích cửu tiểu thư kia." Tần Hoan cong môi cười, rét lạnh trên người đến nay vì như vậy mới ấm áp lên được một chút. Tiểu Bảo Bối rất mảnh mai, Tần Hoan chỉ ôm một lúc rồi đưa lại cho Mặc Thư, mặc dù vốn nuôi vẫn còn chưa vào phủ thế nhưng toàn bộ đồ vật cần dùng cho tiểu hài tử đều đã chuẩn bị đầy đủ hết. Tần Hoan đưa tiểu bảo bối cho vú già rồi bản thân mình và Mặc Thư đến trông non Diêu Tâm Lan. Vật lộn hồi lâu, hiện tại đã qua nửa đêm rồi, bóng đêm đèn thẫm ngoài cửa sổ, trong phòng cũng hoàn toàn yên tĩnh. Mặc Thư lại bón thuốc cho Diêu Tâm Lan thêm hai lần nữa, thế nhưng nàng vẫn chưa hề có dấu hiệu tỉnh lại. "Cửu tiểu thư, sao tiểu thư còn chưa tỉnh?" Trong lòng Tần Hoan cũng hơi lo lắng, chờ thêm chút nữa đi mùi máu tanh trong phòng còn chưa tan hết. Tần Hoan mở hé cánh cửa sổ phía ngoài cùng ra một lát thì mùi vị mới vơi đi một ít. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, hiện tại đã đến giờ mão. Bà vú già đi ra ngoài mời vú nuôi đã dẫn một phụ nhân khoảng hơn 30 tuổi về đến Lâm Phong Viện. Thấy vú nuôi đã được mời về thì Tần Hoan mới yên tâm một chút, sau đó lại nhìn lên diêu tâm lan vẫn nhắm chặt mắt trên giường mà thở dài. Cửu tiểu thư, bên ngoài viện có người tìm tiểu thư. Vố giả đứng trực ở bên ngoài chạy vào bẩm báo, tinh thần tần hoan khẽ động, nàng liếc nhìn vòm trời ở phía đông, hiện giờ mới phát hiện ánh lửa sáng rực nay đã nhỏ đi không ít. Tần hoan vội vàng nâng bước đi ra ngoài, vừa đến cửa viện thì quả nhiên nhìn thấy Bạch Phong và Yến Chỉ đang đứng ngoài đời. Tần hoan ra trước hành lễ, bái kiến thế tử điện. Chữ, hả, còn chưa nói xong thì đột nhiên tần hoan túm lấy cánh tay tần hoan, trên người ngươi có máu tần hoan cúi đầu xuống nhìn thì thấy trên váy áo màu xanh khói của nàng quả nhiên có lấm tấm rất nhiều vết máu tần hoan khẽ cười không phải là máu của ta là của đại tẩu nói xong giọng của nàng cũng nhu hòa đi nhiều đại tẩu sinh rồi là nữ nhi yến chỉ trao mày sau đó mới buông tay tần hoan ra là ngươi cứu nàng sắc mặt tần hoan tràn đầy sự mệt mỏi nàng lắc lắc đầu mặc dù đã sinh hài tử ra thế nhưng hiện giờ đại tàu vẫn chưa tỉnh đêm qua tàu ấy mất máu quá nhiều người cũng bị kích thích cho nên ta dùng biện pháp cũng hơi nguy hiểm còn chưa biết có thể tỉnh lại nữa hay không nói xong tần hoan lại hỏi bên phía phật đường thế nào rồi sắc mặt yến chỉ trầm xuống thế lửa đã bị dập tắt hơn một nửa rồi có điều người ở bên trong tần hoan giật mình thế nhưng trên mặt lại không nhìn ra cảm xúc gì mãi một lúc lâu sau nàng mới cụp mắt xuống rồi thở dài yến chỉ sợ nàng để cái chết của tần sâm ở mãi trong lòng nên mới lên tiếng là chính hắn lựa chọn việc ác năm xưa của hắn bại lộ hôm nay cũng đúng lúc bị ta bắt được hắn sau này căn bản đều không xong rồi đám cháy hắn cũng đã đi vào một lần bên trong nguy hiểm thế nào đương nhiên hắn cũng đã biết tần hoan cười khổ điện hạ không cần phải khuyên ta ta đương nhiên sẽ không đau buồn cho kẻ muốn giết ta. Thế nhưng trung quy lại thì vẫn là mấy tính mạng, sau chắc chờ tối nay thì tần phủ thật sự đã sụp đổ thảm hại rồi. Yến chỉ khẽ nhếch môi, kể cả không có chuyện tối nay thì tần phủ nên đổ cũng sẽ sụp đổ thôi. Đang nói chuyện thì một nha sai đột nhiên chạy từ phía đông đến trước mặt Yến Trì, thế tử điện hạ, đã tìm được thi cốt bên trong. Trước mắt chỉ tìm thấy hai bộ đều đang ở phòng chính. Lửa bên trong Phật đường vẫn còn chưa dập được, còn một bộ hài cốt nữa có lẽ là nằm ở bên trong Phật đường. Bọn tiểu nhân vẫn đang tiếp tục dập lửa. Yến Trì gật đầu, nha sai lại chắp tay sau đó xoay người rời khỏi. Tần Hoan nhíu mày, hai bộ hài cốt ở phòng chính. Thời điểm đó Tần Sâm nói muốn đi cứu tưởng thị, mà Thái Hà cũng đi vào trong Phật đường. Hiện giờ có hai bộ hài cốt ở phòng chính như thế chứng minh tần sâm quả thật đã dẫn theo một người ra ngoài thế nhưng người hắn dẫn ra là ai yến chỉ hiểu được tâm tư của tần hoan hắn nhìn thoáng qua bên trong lâm phong viện rồi nói muốn biết hai bộ hài cốt là ai thì chúng ta đến xem một chút là được tần hoan nghĩ như vậy cũng đúng diêu tâm lan vẫn chưa tỉnh lại có ở lại đây thì cũng chỉ là chờ đợi mà thôi được vậy thì đến đó xem vừa nói xong thì tần hoan và yến trì cùng nhau đi về hướng phật đường mà hiện tại sắp đến bình minh rồi sắc trời mờ ảo gió cũng lạnh nhất tần hoan vừa đi vừa nhìn lướt qua đầu vai yến trì điện hạ chờ chút ta vào trong viện lấy thuốc trị thương đáy mắt yến trì ánh lên ý cười hắn gật đầu ừ hai người bọn họ sóng vai nhau đi bạch phong đi xa xa ở phía sau bởi vì bóng tối mờ ảo nên trông giống như chỉ có hai người bọn họ đang đi cùng nhau Tần Hoan nhất thời không biết phải nói gì, Yến chỉ cũng im lặng không lên tiếng. Đêm này đúng là một đêm rất dài, dài đến mức từ lúc Tần Hoan trải qua sinh tử, Yến chỉ cũng suýt chốt nữa kẹt lại trong biển lửa. Hiện tại hai người sóng vai mà đi, mùi máu tanh trong lâm phong viện cũng như ồn ào nơi đám cháy thoáng chốt biến mất, khắp trời đất bao la chỉ còn lại hai người họ, mặc dù không nói chuyện thế nhưng Tần Hoan lại cảm giác được cực kỳ yên tâm lại đi được vài bước thì tần hoan lên tiếng trước tối nay xin đa tạ ơn cứu giúp của thế tử điện hạ thế tử điện hạ đã sớm cảnh báo ta thế nhưng ta lại phớt lờ cũng may mà không liên lụy đến điện hạ nếu không tần hoan thật sự vạn phần không yên lòng yến chỉ nhìn tần hoan giây lát ta mà sợ ngươi liên lụy à tần hoan ngẩn ra không biết lời này của yến chỉ có ý gì sau đó yến chỉ lại thu hồi ánh mắt rồi nói lúc ta báo cho ngươi thì đã biết ngươi tuyệt đối sẽ không án binh bất động như ý muốn của ta tối nay ngươi đi theo tần sâm để tìm tranh ngươi có tấm lòng công chính cũng như phán đoán của mình nếu như chỉ vì lời cảnh báo của ta mà ngăn chặn toàn bộ khả năng mạo hiểm thì chắc chắn không phải là ngươi nữa rồi nói xong yến chỉ thở phào một cái ta cũng chỉ may mắn nên mới đến kịp lúc thôi khóe hơi tần hoan khẽ nhếch nàng cảm thấy trái tim vốn đã thả lỏng của mình lại bị lời nói của Yến Chi làm cho sao xuyến. Nàng mải chìm trong mớ suy nghĩ hỗn loạn, đến lúc ngước mắt lên thì đã đi đến bên ngoài Phật đường, lửa trong phòng chính đã bị dập tắt, hai thi thể bị đốt cháy đen đang đặt trong sân. Tần lệ ngơ ngác quỳ gối nhìn thi thể trước mặt, tần sâm và tần tương thì lại không thấy bóng dáng đâu. Thấy tần hoan và yến trì đi đến, tần lệ chậm rãi đứng lên. Tần Hoan đến đây để phân biệt xác, cho nên ngay lập tức nàng đi đến phía trước hai thi thể cháy đen. Nàng thấy được cực kỳ rõ ràng thi thể tương đối cao lớn kia là Tần Sâm, còn một cỗ thi thể khác không thể dựa vào y phục bên ngoài nữa, mà chỉ có thể dựa vào khung xương. Chính vì bị chết cháy thế nên cả hai thi thể đều hơi cuộn mình lại, Tần Hoan mồi sồm người xuống, đưa tay sờ sờ lên các khớp xương của thi thể, rất nhanh nàng đã nhíu mày. Tần Lệ và Yến Trì đều đang nhìn nàng, nàng đứng lên nói, "Là lão phu nhân." Chương 192, Tần Hoan Cường đại. Hốc mắt Tần Lệ đỏ lên, khẽ gọi một tiếng tổ mẫu. Yến Trì và Tần Hoan liếc nhau, bất luận trước kia Tần Sâm thế nào, hiện tại quả nhiên lại đi vào để cứu Tường thị. Nếu như thi thể ở bên cạnh Tần Sâm là Thái Hà thì chắc chắn còn khiến cho người Tần phủ lạnh lòng hơn nữa. Cứ thu gom lại thôi. Tần Hoan nói xong lại nhìn sang Tần Lệ, nhị ca còn chống đỡ được không? Tần Lệ cụp mắt xuống, dùng tốc độ nhanh nhất lau sạch khóe mắt, lúc ngừng mặt lên thì cũng gật đầu, chống đỡ được, còn chống đỡ được. Tần Hoan hơi do dự rồi nói, đại tẩu sinh rồi, là nữ nhi. Tần Lệ sừng sốt, sắc mặt hơi chút phức tạp, thế nhưng đáy mắt lại hơi sáng lên một chút. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Tốt xấu gì đại ca cũng có hậu rồi. Tần lệ sụt xịt mũi, sau đó ho nhẹ hai tiếng. Tần hoan nghị nghĩ rồi lại tiếp tục nói, phu nhân vừa mới ngất xỉu, nếu như biết tin tức này thì có lẽ lại càng khổ sở. Hiện giờ Tần Phủ chỉ còn biết nương tựa vào nhị ca quản lý. Ngày trước trong Tần Phủ phía trên thì có Tường Thị, bên dưới còn có Lâm Thị và Tần Sâm. Thế nhưng hôm nay Tường Thị đã chết, Tần Sâm cũng chết. Lâm Thị sau khi trải qua đau đớn, nhẹ thì không có lòng dạ nào xử lý công việc, nặng thì chắc chắn sẽ sinh ra tâm bệnh. Nhìn quanh khắp nơi thì quả thật chỉ còn lại một mình Tần Lệ là nam nhân có thể đứng ra chống đỡ và giữ thể diện cho Tần Phù. Trước giờ Tưởng Thị và Lâm Thị đều không hề chú ý đến Tần Lệ do hắn là con vợ lẽ, thế nhưng tình hình hiện tại lại cực kỳ khác biệt rồi. Tần Lệ ho nhẹ hai tiếng, cửu muội muội nói đúng lắm, ta đã hiểu rồi. Tần Hoan thở dài, nhìn về phía Phật đường ở đằng sau phòng chính. Phòng chính trước đây rộng rãi tao nhã là thế, hiện tại đã bị đốt sạch thành cho, tường bao bốn phía cũng cháy dập thành từng mảng đổ nát. Nhìn tiếp theo từng mảng cháy đen đó chính là Phật đường ở phía sau vẫn còn bị lửa vây quanh. Tần Hoan biết, ở trong đó vẫn còn một cỗ thi thể cháy đen nữa. Sắc mặt Tần Hoan tối sầm, sau đó chấn chỉnh lại tinh thần rồi nói, ta phải đi chăm sóc đại tổ vừa rồi đại tàu có chút nguy hiểm, chỗ này giao cho nhị ca. Tần lệ nghe thấy thế vội vàng gật đầu, được, được. Tần hoan quay sang nhìn Yến Trì, Yến Trì cũng hất hất cầm, người tự đi đi, ta ở đây chờ. Tần hoan trao mày, thế nhưng vết thương của điện hạ. Không đáng ngại, Yến Trì cong môi, không đáng kể đâu. Vẻ mặt tần hoan rất không đồng ý, nếu như là ngày thường thì đúng là không đáng kể. Thế nhưng hôm nay lại khác khác cái gì? Đáy mắt Yến chỉ sáng lên. Hắn hỏi thẳng Tần Hoan. Tần Hoan còn đang định nói gì đó thế nhưng lời đến miệng rồi lại thôi. Hiện giờ hiện giờ Đại Phu đang đứng trước mặt Thế Tử Điện hạ, đương nhiên là khác nhau. Tần Lệ nghe thấy thế, dường như cũng hiểu ra điều gì. Hắn lập tức lên tiếng: Thế Tử Điện hạ cứ đi đi, chỗ này có tại hạ là được rồi yến chỉ và tần hoan bốn mắt nhìn nhau giây lát rồi hắn cong môi cười được vậy thì đi thôi tần hoan xoay người lại lập tức đi về đinh lan uyển yến chỉ đi theo sau lưng nàng không biết tại sao mà tần hoan cảm thấy tâm tình hắn cực kỳ tốt trong lòng nàng hoài nghi thế nhưng lại đi rất nhanh chẳng bao lâu sau hai người đã đến được phía trước đinh lan uyển tần hoan vừa vào trong thì đã nhìn thấy vãn hạnh đứng canh ở cửa tần hoan nhìn thấy vãn hạnh thì trong lòng hơi yên tâm vãn hạnh nhún người hành lễ tần hoan nghiêng người lại nhìn sang yến trì thế tử điện hạ mời vào trong yến trì đẩy cửa đi vào đây là lần thứ hai hắn tiến vào đinh lan uyên tần hoan đi đằng trước hướng vào phòng trong nàng vừa đi vừa hỏi phục linh thế nào rồi vãn hạnh vội nói sau khi phục linh tì tì được đưa về đây thì vẫn còn hôn mê đến bây giờ vẫn chưa tỉnh lại Tần Hoan nghe thấy thế thì trong lòng hơi lo lắng, vội vàng bước nhanh vào phòng trong, chỉ quay đầu lại nói với Yến Trì, xin thế tử điện hạ chờ giây lát. Nói xong nàng quay sang Vãn Hành, mời điện hạ đến phòng sưởi đi. Dịch bởi Helix. Yến Trì gật đầu, Tần Hoan đi vào phòng trong, Phục Linh được đặt ở phòng nhỏ cạnh đó, chính là chỗ ở của Phục Linh. Trên người Phục Linh được đắp chăn gấm, xem ra cũng không có gì đáng ngại. Tần Hoan đi vài bước đến bên cạnh bắt mạch cho nàng, một lát sau mới thở phào một hơi, cũng may mà Tần Sâm chỉ động sát tâm với Tần Hoan nên xuống tay với Phục Linh lại không nặng lắm. Nàng vén lại góc chăn cho Phục Linh xong rồi quay lại phòng ngủ của chính mình, đi đến tủ cao bên cạnh rồi lấy ra mấy loại thuốc thường dùng mang đến bên phòng sưởi. Vừa đi đến cửa thì thấy trong phòng sưởi lặng yên không một tiếng động nào, còn Vãn Hành lại đứng đợi ở bên ngoài cửa. Mà hoàng chỉ có một mình Vãn Hành cả vãn đào và vãn đường, ngay cả vãn lê hôm nay cũng ra ngoài, cả bốn đều đứng ở cạnh cửa, nhìn qua thật sự có vài phần cảnh đẹp ý vui. Bàn nãy lúc nàng vừa trở về thì ba người này vẫn còn chưa thấy đâu, hiện tại lại đứng đông đủ ở đây. Tần Hoan chỉ liếc nhìn vãn hạnh một cái, nhìn dáng vẻ chất phác của vãn hạnh thì đáy lòng Tần Hoan cũng hơi yên tâm. Thu hồi lại ánh mắt, Tần Hoan đi thẳng vào trong phòng sưởi Vừa mới đến gần đã nhìn thấy Yến Trì đứng ở trước án thư của nàng. Phòng sưởi này là nơi mà ngày thường nàng hay ngồi luyện viết, mà Yến Trì đang nhìn chính là một trang chữ mà đêm hôm trước nàng mới vừa viết xong. Bước chân của Tần Hoan làm kinh động Yến Trì, hắn chậm rãi xoay người lại nói, "Chữ viết của ngươi cực kỳ đẹp." Trong lòng Tần Hoan hơi thấp thỏm, nàng nở nụ cười rồi đi đến giường thấp trước cửa sổ, mời điện hạ đến ngồi xuống chỗ này. Tần Hoan hoàn toàn bày ra dáng vẻ thầy thuốc. Yến Chỉ cũng nghe lời mà tiến đến ngồi xuống. Bởi vì vết thương ở trên đầu vai cho nên đương nhiên Yến Chỉ chủ động cởi vạt áo ra. Tần Hoan mấp máy môi, đột nhiên cảm thấy tình cảnh này có chút kỳ lạ. Đêm khuya yên tĩnh, cô nam quả nữ, cùng ở trong một phòng, cởi áo tháo dây. Người thất thần cái gì? Yến Chỉ lên tiếng làm cho Tần Hoan kéo lại thần hồn, nàng vừa cúi đầu thì thấy đầu vai Yến Trì đã lộ ra ngoài. Trên vai hắn có một vết bỏng đỏ hồng to khoảng bằng một lòng bàn tay, mà chỗ rộp nước đã bị rách hết một nửa, hiện tại da thịt rất lẫn lộn hung dữ. Tần hoan trao mày ổn định tinh thần lại, nàng lấy ra thuốc trị thương, rửa sạch miệng vết thương rồi sau đó mới cẩn thận rắc thuốc bột lên vai hắn. Yến Trì ngồi ngay ngắn. Tần hoan hơi hơi cúi người xuống, khiến cho tóc nàng rơi trên cánh tay hắn, hô hấp của nàng cũng khẽ khẽ thổi vào cổ hắn khiến cho trong lòng hắn hơi ngứa ngáy dày vò. Cũng may mắn người không làm sao, Yến chỉ nhìn sườn mặt cùng với vành tay hơi ủng hồng của tần hoan đột nhiên lên tiếng. Tần hoan quay sang nhìn Yến chỉ, thấy đáy mắt hắn mênh mông sâu thẳm nhưng lại có tia sáng nhàn nhạt, nhạt, chấm nhỏ vụn vặt li ti, thế nhưng hoàn toàn là hình ảnh của nàng phản chiếu trong đó. Từ trước đến nay Tần Hoan luôn cảm thấy con người Yến Trì thâm sâu khó lường, trong đôi mắt sâu như vực thẳm này của hắn luôn có một bóng tối vô tận ẩn dưới ánh sáng lấp lánh. Hiện tại sắp đến bình minh rồi, là thời điểm đêm tối nhất và lạnh nhất. Đôi mắt Yến Trì không hiểu sao nhìn lại rất sáng và trong, như thể những vì sao trong đêm lạnh được sưởi ấm bằng ánh đèn nơi đây, thậm chí còn có một chút dịu dàng mà Tần Hoan không lường trước được. Tần Hoan lau một cái rất mạnh lên trên vai Yến Trì. Hết tay tần hoan cực kỳ linh hoạt khiến cho yến chỉ bất ngờ không đề phòng hít vào một hơi khí lạnh tần hoan thu hồi tầm mắt vẫn phải đa tạ điện hạ cứu nguy kịp lúc yến chỉ nhăn nhó hắn nhìn tần hoan bình tĩnh quay mặt đi thì hơi trầm ngâm cuối cùng hắn vẫn hỏi ra miệng đêm hôm đó rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì tay tần hoan vẫn không hề ngừng lại điện hạ nói là hôm ta bị ngã xuống hồ à yến chỉ tập trung nhìn nàng lời Thái Hà nói là thật. Tần Hoan nghe thấy thế thì cười khổ, chắc là thật. Sắc mặt Yến chỉ hơi tối, như thế nào? Xử lý vết thương cho Yến chỉ xong, Tần Hoan mới đứng thẳng người dậy, sau khi ta tỉnh lại đúng thật là không còn nhớ được gì cả. Yến chỉ hơi trao mày, có vẻ như hơi nghi ngờ, Tần Hoan xoay người lại bỏ bình thuốc bột xuống, lại tiếp tục nói, Điện Hạ đã biết ta biết nghiệm thi mấy hôm đó mặc dù ta không nhớ chuyện gì xảy ra thế nhưng những dấu vết lưu lại trên người ta sẽ không lừa gạt người được lúc vừa tỉnh lại thì ta phát hiện trên cổ ta có vết bóp trên đùi và tay cũng có vết thương nhỏ nhìn hình dáng vết thương thì có thể suy đoán ta không phải chỉ đơn giản là trượt chân rơi xuống hồ tần hoan quay đầu lại vẻ mặt nghiêm túc độ cong và chiều ngang vết bóp trên cổ ta rất lớn có thể thấy đó là tay nam nhân mà ta bị vớt lên từ hồ bán nguyệt cho nên ta mới đi đến hồ bán nguyệt xem thử. Có lẽ là trùng hợp, ta phát hiện cành trúc trong rừng trúc tím ở dưới đáy hồ. Lúc đó ta liền nghĩ đến ta cực kỳ có khả năng bị người ta hại ở trong rừng trúc tím sau đó bị lâm vào trạng thái chết giả. Thế nhưng hung thủ tưởng rằng ta đã chết rồi sau đó mới ném ta vào trong hồ bán nguyệt. Tần hoan dừng lại một chút, phát hiện ra những thứ này, dùng thời gian vài ngày thế nhưng vẫn không nhớ ra được đêm hôm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì cho nên chỉ có thể âm thầm tìm kiếm manh mối tìm tới tìm lui sau đó ta hoài nghi rất nhiều người nhưng lại hoàn toàn không nghi ngờ gì tần sâm có lẽ toàn bộ người trong phủ đều biết ta không còn nhớ rõ chuyện trước kia cho nên sau đó hắn không còn sinh ra sát ý với ta nữa có điều ta tra tới tra lui đến lúc chuẩn bị đi hỏi người gác cổng xem đêm đó hắn rốt cuộc có rời khỏi tần phủ không không hiểu sao hắn lại biết rõ chuyện này, tưởng là ta nhớ ra chuyện đêm đó rồi cho nên mới lại muốn giết ta lần nữa. Yến chỉ nhìn tần hoan, trong lòng nhất thời hơi chấn động. Những thoại bản trên phố tuyệt đối không thể nào viết ra được những tình tiết thế này. Tần hoan bị giết lại chết đi sống lại, rõ ràng ngay thời điểm tình lại nàng phải chỉ ra hung thủ thế nhưng nàng lại mất trí nhớ, cho nên ngoài mặt nàng vẫn tỏ ra bình thản lạnh nhạt thế nhưng trong lòng lại đang âm thầm điều tra ra người đã mưu hại chính mình biết rõ trong tần phủ có người muốn giết ngươi mà sao vẫn còn dám tiếp tục ở lại đây tần hoan nghe thấy thế thì cụp mắt cười khổ thứ nhất không ở đây thì ta làm gì còn chỗ nào khác để đi thứ hai mặc dù ta đã quên những chuyện trước kia tính tình cũng có vài phần biến hóa nhưng ta vẫn biết bản thân mình trước đây chắc chắn sẽ không dễ dàng mà đi vào trong rừng trúc tím hơn nữa mặc dù trước kia người trong phủ đều khinh ghét ta thế nhưng không ai thật sự muốn hại chết ta cả ta bị giết thì chỉ có một loại khả năng đó chính là ta vô ý đụng phải một bí mật không nên biết nói xong nàng lại nhìn yến chỉ nói hung thủ giết ta chỉ vì diệt khẩu thế nhưng thời điểm ta tỉnh lại đã quên hết những chuyện lúc trước nên hắn chắc chắn sẽ không mạo hiểm mà giết ta thêm lần nữa đối với hắn mà nói thì việc ta mất trí nhớ chính là kết quả mà hắn hài lòng nhất Yến chỉ nhìn tần hoan, sự rung động trong tim mình vẫn không hề biến mất. Bất kể nói thế nào thì sự gan dạ lẫn sáng suốt của tần hoan đều nằm ngoài dự đoán của hắn. Cộng thêm hai vụ án vừa rồi được phá, tần hoan đều là một nhân vật cực kỳ quan trọng trong đó. Mặc dù cả hai vụ án này đều chẳng liên quan gì đến nàng vậy mà nàng cứ thế nhúng tay vào, nhìn bên ngoài cứ tưởng nàng vẫn an toàn, thế nhưng nàng đã từng bị giết lại là chuyện khác nàng biết rõ trong phủ có sát khí thế nhưng lại vẫn có thể làm được nhiều chuyện như vậy. Những điều này thì một nữ tử tầm thường trốn khuê phòng sao có thể làm được chứ? Đột nhiên Yến chỉ nghĩ đến sau khi Tần Sâm bị bắt tận tay đã từng nói. Tần Sâm đang hỏi nàng, nàng là ai? Trong khoảng khắc đó, khắp tứ chi bách hải của hắn tràn ra một cảm giác rất hoang đường. Hắn phát hiện lời nói của Tần Sâm đã ảnh hưởng đến suy nghĩ của hắn. Thậm chí hắn còn tự hỏi liệu lời Tần Sâm nói có thật hay không. Nhưng nếu đứng ở trước mặt hắn không phải cửu tiểu thư của Tần gia thì còn có thể là ai? Tính tình nàng thay đổi, lộ ra y thuật tuyệt đỉnh, thế nhưng không có ai nói là ngoại hình của nàng thay đổi. Trên đời này chắc chắn không thể có chuyện có hai Tần Hoan giống nhau như đúc, mà nếu Tần Hoan hiện tại không phải là cửu tiểu thư trước đây thì cửu tiểu thư đó hiện tại đang ở đâu? chắc chắn không thể vẫn còn đang nằm ở dưới đáy hồ được điện hạ không tin thấy yến chỉ im lặng tần hoan đột nhiên hỏi thành lời yến chỉ lắc đầu cũng không phải không tin chỉ là cảm thấy kỳ diệu khó thể tưởng tượng được thời điểm đó chắc hẳn ngươi đã phải nghi ngờ rất nhiều người đối với ngươi mà nói thì tần phủ chỗ nào cũng có sát khí thế nhưng ngươi lại có thể bình yên như thế mặc dù sau này ngươi được thái trưởng công chúa coi trọng cũng lại không hề xin trợ giúp nếu như lúc đầu ngươi không có chỗ để đi thì sau này đã có rồi. Vậy mà ngươi vẫn im lặng, ngươi muốn dựa vào sức lực của bản thân để tìm ra hung thù. Tâm trạng Yến Trì vẫn còn chút phức tạp thế nhưng hắn lại không nói ra. Lúc mới gặp hắn bị nhan sắc của nàng làm kinh diễm, rồi sau đó tần hoan gan giả thông minh, có trí có mưu, còn có y thuật và tài nghiệm thi tuyệt đình. Ngay từ thời điểm lần đầu tiên nàng nghiệm thi phá án hắn đã biết, thế nhưng hiện tại khi hắn biết thêm chuyện này lại khiến cho hắn có thêm một nhận thức càng sâu sắc về nàng dáng vẻ tần hoan hiện tại so với trước đây càng cứng cỏi ngoan cường hắn phát hiện trước đây nàng vẫn chưa hoàn toàn để lộ ra ý chí cường đại không biết sợ gì mà tất cả ưu điểm của nàng cộng lại thậm chí còn làm cho hắn kính phục yến chỉ hiểu rõ người như vậy trước nay chưa từng tồn tại đừng nói chỉ là nữ tử mà ngay cả là nam nhân thì cũng không hề khiến cho hắn rung động kính phục như vậy. Mặc dù trên mặt không biểu hiện gì thế nhưng trong lòng lại cực kỳ nghiêm túc đối đái. Tình cảm giữa nam và nữ có nhiều loại. Trước đến giờ khi phách hắn cực kỳ cao ngạo, trong mắt hắn không có gì khác ngoài chuyện triều đình tranh đấu cấu xé lẫn nhau. Nam nữ trong thiên hạ đều không đáng để hắn quan tâm ngoại trừ người ngồi trên hoàng vị kia thì hắn cảm thấy được bản thân có thể khống chế toàn bộ muôn dân thiên hạ trong lòng bàn tay thế nhưng hôm nay đột nhiên hắn phát hiện muôn dân thiên hạ này không bao gồm tần hoan tần hoan hời hợt cong môi cười thế tử điện hạ xem trọng ta cho nên ta mới không muốn che giấu những gì mình biết và những gì mình có thể làm sau đó dùng kiến thức của mình để phân biệt mức độ nguy hiểm mà thôi nếu như quả thật sắt khí kéo đến trước mặt xin điện hạ tin tưởng, ta nhất định sẽ ngay lập tức chạy đến hầu phủ tìm kiếm sự che chở. Tần Hoan nói xong thì bản thân mình cũng cười cười, nàng chỉ vào vạt áo yến trì, vết thương của điện hạ đã xử lý xong, ta vẫn phải mau chóng đến chăm sóc đại tàu. Điện hạ nhẹ nhàng một chút, mấy ngày này không được để miệng vết thương dính phải nước. Yến chỉ đứng dậy, sắc mặt không hiểu sao lại có chút nghiêm túc hắn gật đầu rồi không nói gì thêm mà chỉ đi theo tần hoan ra ngoài hắn đi phía sau tần hoan từ góc độ của hắn nhìn qua thì vóc người tần hoan rất nhỏ nhắn mảnh khảnh đừng nói là hắn mà ngay cả một binh sĩ tầm thường thôi cũng có thể dễ dàng đưa nàng vào chỗ chết rồi thế nhưng yến chỉ lại biết rõ dù cho nàng có yếu đuối đến mức bị chôn vùi trong cát bụi thì nàng cũng vẫn cường đại hơn bất cứ kẻ nào trên thiên hạ yến chỉ còn chưa nói bản thân muốn đi đâu thế nhưng vẫn đi theo Tần Hoan đến trước cửa Lâm Phong Viện. Tần Hoan vừa đi đến cửa thì một bà vũ già chạy rất nhanh từ bên trong ra, vừa nhìn thấy Tần Hoan thì bà ta đã cực kỳ vui vẻ, đang định đi tìm cửu tiểu thư đây. Cửu tiểu thư, thiếu phu nhân tỉnh lại rồi. chương 193, Tần Phủ sụp đổ, 1. Tần Hoan vừa vào đến phòng trong thì quả nhiên Diêu Tâm Lan đã mở mắt ra. Mặc thư nắm lấy tay Diêu Tâm Lan, bà vũ ôm tiểu bảo bối đứng cạnh cửa sổ toàn bộ người trong phòng ai nấy cũng đều vui mừng tiểu thư cửu tiểu thư đến rồi mặc thư khẽ nói bên tai diêu tâm lan một câu tần hoan cũng bước nhanh đến bên cạnh nàng tần hoan trước tiên bắt mạch cho nàng sau đó hỏi mặc thư thuốc đã uống chưa mặc thư vội vàng gật đầu uống rồi đã uống được hai khắc tần hoan gật đầu vậy là tốt rồi Nói xong tần hoan nhìn sang diêu tâm lan. Diêu tâm lan vừa mới tỉnh lại nên trên mặt vẫn còn trắng bệch, hơi thở cũng cực kỳ yếu ớt. Tần hoan cúi sát hơn nữa, khẽ gọi một tiếng, đại tàu. Còn người diêu tâm lan khẽ động, di chuyển về phía tần hoan. Không biết là do kiệt sức hay tinh thần quá mức mệt mỏi, ánh mắt diêu tâm lan di chuyển rất chậm, mà khi nhìn thấy tần hoan xong rồi cũng không hề có gì dao động. Tần hoan lại gọi thêm một tiếng, đại tẩu đã nhìn thấy thê thê chưa diêu tâm lan ngơ ngẩn nhìn tần hoan nhưng vẫn không nói lời nào mặc thư vội nói đã nhìn rồi tiểu thư mới tỉnh lại đã nhìn rồi nói xong mặc thư lại lo lắng nhìn diêu tâm lan có điều tiểu thư không nói chuyện cũng như không hề có biểu hiện gì có phải tiểu thư đau quá nên choáng váng rồi tần hoan giơ tay lên quơ quơ ra trước mặt diêu tâm lan nàng thấy con người diêu tâm lan chớp lên cũng không phải là không có phản ứng tần hoan khẽ nói nếu như đại tàu khó chịu thì cứ nhắm mắt lại ngủ một chút đi lúc đại tàu thức dậy thì sẽ không còn chuyện gì nữa rồi có muội ở đây thân thể đại tàu rất nhanh sẽ khỏe lại thôi còn thê thê nữa vố nuôi đã đến rồi thê thê sẽ không sao đâu còn người diêu tâm lan giật giật nhìn vượt qua vai tần hoan về phía sau trời sáng rồi giọng nói diêu tâm lan cực khẽ, thế nhưng tần hoan lại có thể nghe được rõ ràng. Nàng bị giọng nói yếu ớt của diêu tâm lan làm cho lòng mình chịu nặng, còn đang định nói tiếp thì có vẻ như diêu tâm lan lại nghe lời nàng mà nhắm mắt lại. Tần hoan quay lại nhìn thoáng qua cửa sổ, quả nhiên bóng đêm đen như mực đã dần dần tan biến, từ chân trời có thể thấy được chút ánh mặt trời. Mặc thư thấy thế có chút khẩn trương, cửu tiểu thư. Không sao cả, tẩu ấy chỉ là quá suy nhược, quá mệt mỏi mà thôi. để tẩu ấy ngủ một lát. lúc này mặc thư mới nhẹ nhàng thở hắt ra. tần hoan đi sang bên cạnh rồi một lần nữa viết đơn thuốc. đây là đơn thuốc mới. nửa canh giờ sau đốt cho đại tẩu. sau đó hai canh giờ lại uống thêm lần nữa. một ngày bốn lần. thân thể đại tẩu suy yếu cộng thêm vết thương mới. mấy ngày nay phải cực kỳ chú ý lát nữa đợi cho tinh thần đại tàu tốt hơn một chút thì thay y phục sạch sẽ cho tàu ấy. Mặc thư vội vàng tuân mệnh, sau đó đi căn dặn mấy vú giả bên cạnh, nhìn thấy vẻ mặt tần hoan cũng mệt mỏi rồi nên mặc thư lên tiếng, cử tiểu thư cũng đã mệt mỏi cả đêm rồi, hay là cứ quay về nghỉ ngơi trước đi, tiểu thư ở đây đã có nô tỳ trông coi rồi. Cửu tiểu thư đừng nên để bản thân mệt mỏi dẫn đến bị bệnh. Vốn đã trả qua kiếp nạn sinh tử, lại suốt cả đêm không chợp mắt cho nên tần hoan đích thật là đã mệt muốn chết. Nghe thấy lời này tần hoan cũng không từ chối nữa liền nói, máu đại tàu đã ngừng chảy. Thế nhưng nếu như nhìn thấy máu lại chảy ra nữa thì phải đến nói cho ta biết. Nói xong tần hoan lại nhìn lướt qua giường ngủ ở cách đó không xa, khẽ nói, còn có. Đại ca đi rồi. Sắc mặt mặc thư trắng bệch cũng đè thấp giọng xuống, đại thiếu ra. Tần hoan trầm mặc gật đầu, đi cứu lão phu nhân sau đó không thể ra ngoài. Vừa rồi ta đã đến xem chuyện này trước mắt đừng có nói cho đại tẩu biết. Nếu như tẩu ấy hỏi thì cũng phải chờ cho khi nào tinh thần tốt hơn nữa rồi tính sau. Bàn tay mặc thư hơi run rẩy, thế nhưng nàng hiểu được ý của tần hoan nên vội vàng gật đầu đồng ý. Tần hoan nhìn dáng vẻ mặt trắng mắt hồng này của mặc thư thì khẽ nói chân an. Sau này tần phủ chỉ có thể như bèo trước gió, ngươi là người tín nhiệm nhất bên cạnh đại tẩu phải vì đại tẩu mà tính toán nhiều một chút. Mặc thư nhìn Tần Hoan tràn đầy cảm kích, "Vâng, đa tạ cửu tiểu thư, đa tạ cửu tiểu thư." Tần Hoan đột nhiên nhớ ra một chuyện liền nói, "Bên phía phu nhân vẫn không phái người qua đây à?" Mặc thư lắc đầu, đáy mắt có chút thất vọng, "Vẫn không có." Tần Hoan nhất thời chẳng biết nói gì, đành phải lên tiếng, "Có lẽ cũng vừa mới nhận được tin tức của đại ca." Trong lòng Mặc Thư buồn bã, Nô Tỳ hiểu, cửu tiểu thư không cần lo lắng, cửu tiểu thư mau quay về nghỉ ngơi đi. Nô Tỳ đưa người ra ngoài, "Cửu tiểu thư, nô tỳ thật sự không biết phải cảm ơn người như thế nào mới phải." "Không có gì, hiện tại chăm sóc đại tẩu mới là quan trọng nhất." Tần Hoan nói xong, vừa mới đi ra khỏi phòng trong cùng với Mặc Thư thì đã nhìn thấy Tần Sương và Tần tương mắt đỏ ửng đi đến hai người họ vừa nhìn thấy Tần Hoan thì lại sững sờ. Thế nhưng đêm nay Tần Phủ đã dung chuyển quá nhiều, hai người không còn nhớ đến ân oán trước đây nữa mà chỉ chạy về phía mặc thư. Đại tẩu thế nào rồi? Vừa rồi hạ nhân đến bẩm báo đại tẩu sinh nữ nhi. Tần tương vội vàng lên tiếng trước, mặc thư cảm thấy hai vị tiểu thư này đến đây vì quan tâm tiểu thư nhà mình nên vẻ nặng nề trên mặt cũng giãn ra một ít, ngũ tiểu thư yên tâm cửu tiểu thư đã cứu được thiếu phu nhân rồi, hài tử cũng được sinh ra an toàn. Hiện tại thiếu phu nhân vẫn còn nằm tĩnh dưỡng thân thể. Tần Hoan vốn định rời đi ngay lập tức, thế nhưng mơ hồ cảm thấy ngữ khí của Tần Tương không quá tốt. Quả nhiên sau khi nghe lời Mặc Thư nói thì trên mặt nàng lộ ra vẻ thất vọng cực kỳ rõ ràng, quả nhiên sinh ra nữ nhi. Vừa nói xong thì Tần Tương lau khóe mắt rồi thở dài, đại ca đã đi rồi, nếu sinh ra nam tử thì tốt ít nhất đại ca còn có hầu. Tần phủ này phải để cho đích từ đích tôn đến kế thừa gia nghiệp, thế nhưng hôm nay. Mặc thư chỉ có thể cười khổ, ngũ tần tương, nữ nhi cũng là huyết mạch của đại thiếu gia mà. Hốc mắt tần tương lại đỏ hồng, thế nhưng nữ nhi không thể kế tục gia nghiệp. Nói xong lại tiếp tục, để cho đại tổ tĩnh dưỡng cẩn thận đi, bên kia mẫu thân nhận được tin tức vẫn nằm im trên giường. Ta phải trở về phụng dưỡng. Tần Tương nói xong thì quay người rời đi luôn, để một mình Tần Sương ở lại. Mặc thư bị lời nói với hành động này của Tần Tương làm cho trên mặt lúc trắng lúc xanh. Mặc dù Tần Tương vẫn chưa dùng lời nói gì cay nhiệt thế nhưng Tần Tương vẫn luôn đi theo bên cạnh Lâm Thị. Thái độ của nàng cũng đủ đại biểu cho thái độ của Lâm Thị. Tiểu thư nhà mình vừa mới sinh con xong, vậy mà Tần Tương cũng không nguyện ý muốn đến thăm Diêu Tâm Lan, cũng không muốn đến nhìn hài tử một cái chỉ quẳng xuống một câu như vậy xong rồi đi luôn Mặc thư siết chặt cổ tay áo trong lòng vạn phần bức bối khó chịu diều tâm lan vẫn còn đang suy yếu thoi thóp tiểu bảo bối lại còn chưa biết nói chuyện mà đã bị người ta ghét bỏ rồi tần sương cũng cực kỳ mất tinh thần thế nhưng một người xưa nay vốn đầu óc đơn giản hay đâu đá lung tung lại đột nhiên như được cảm hóa trái lại nhìn về phía bóng lưng tần tương rồi nói chưa gì mà đã đi rồi à Đúng là, giọng nói nàng có ý trách móc, sau đó lại quay người lại cầm lấy tay mặc thư, mặc kệ tỷ ấy, mau dẫn ta đi thăm đại tẩu với cháu gái ta. Trong lòng mặc thư lúc này mới hòa hoãn được chút ít, thấy Tần Hoan còn đang đứng trước cửa nhìn vào. Tần Hoan thấy cuối cùng thì Tần Sương cũng hơi hiểu chuyện thì trong lòng khẽ buông lỏng, chỉ gật đầu với mặc thư một cái rồi xoay người rời đi. Tần Sương thấy Tần Tương rời đi thì lại ném ra một câu cao giá vậy sao? Chúng ta đến cái là đi luôn. Mặc thư vội nói, không đúng không đúng, lục tiểu thư không biết đấy thôi. cửu tiểu thư vì cứu tiểu thư bọn ta nên đã bận rộn cả đêm rồi. Nếu không nhờ có cửu tiểu thư thì tiểu thư bọn ta chỉ sợ vừa không sinh được tiểu bảo bối mà bản thân mình còn phải. chuyện này toàn bộ người ở đây đều chứng kiến. cửu tiểu thư quả nhiên là ân nhân cứu mạng của tiểu thư nhà ta và tiểu bảo bối. Giọng Mặc Thư rất chân thành khẩn thiết, Tần Sương lại nhìn thoáng qua hướng cửa, thấy Tần Hoan đã rời đi rồi, mặt trời phía xa xa cũng dần dần ló dạng, cuối cùng thì một đêm này cũng đã trôi qua, Tần Sương mấp máy môi, được rồi được rồi, ta hiểu rồi. Nói xong nàng đi vào trong phòng trong, ai chẳng biết nó là tiểu y tiên. Phía bên này, Tần Hoan đi ra từ Lâm Phong viện thì trực tiếp đi về Đinh Lan Uyển vừa vào trong viện thì bốn người vãn hạnh đã đứng ở sân sau thấy tần hoan trở về cả bốn người đều đến đây hành lễ tần hoan vẫy tay đều đã chờ đợi cả đêm rồi tất cả đi nghỉ ngơi đi nói đến đây tần hoan cũng chẳng quan tâm mọi người có nhúc nhích hay không nàng đi thẳng vào trong phòng rồi đóng cửa lại trước tiên nàng đi qua xem phục linh đã lâu như vậy rồi mà phục linh vẫn nằm im không nhúc nhích chỉ có hô hấp cực kỳ thuận lợi bình ổn thôi Tần Hoan ngồi cạnh giường Phục Linh dây lát, cảm thấy một đêm hao tổn tinh thần này khiến cho Thái Dương nàng đau đớn. Sau đó nàng mới đi về giường của mình, chỉ rửa mặt chải đầu đơn giản sau đó nằm xuống, vừa đặt lưng xuống thì cơn buồn ngủ đã ùn ùn kéo đến. Trời vừa sáng thì Hoắc Hoài Tín đã đầu đầy mồ hôi chạy vào trong tần phủ, sau khi được nha sai ngoài cửa dẫn vào trong thì Hoắc Hoài Tín đi đến thẳng Phật đường. Đi đến nơi thì ông chỉ thấy toàn bộ đều là những mảng tường cháy đen, tần lệ và yến trì đứng một bên, còn các nha sai khác đang dập tắt ngọn lửa cuối cùng. Thế tử điện hạ, hoác hoài tín thở phì phò, đi đến trước mặt yến trì, thế tử điện hạ, hạ quan đếm chậm rồi. Đêm qua truy bắt người ra hàn ngoại thành, một canh giờ trước hạ quan mới biết được chuyện đêm qua tần phủ bị cháy. Hoác hoài tín chắp tay bái, yến trì nói, Hoắc Chi phủ không cần phải tự trách, ngươi vốn là có công vụ trong người, việc này ngươi không có mặt ở hiện trường cũng không sao. Sao rồi, đêm qua có thu hoạch gì không? Hoắc Hoài Tín gật đầu, có, hai chủ nhân của tiệm cầm đồ kia đều đã bị bắt. Hiện tại người đã được đưa về phủ nha. Yến Trì gật đầu, Hoắc Hoài Tín nhìn thi thể được che đậy bằng vài nỉ ở bên cạnh, vài nỉ cũ nát nên mơ hồ có thể nhìn thấy được tứ chi của thi thể bị đốt cháy đen hoác hoài tín trao mày rồi không đành lòng nhìn nhiều, sau đó khẽ nói, thế tử điện hạ, đêm qua chuyện đột nhiên xảy ra, rốt cuộc là có chuyện gì? Đầy tớ nói không tường tận lắm, đây, đây làm sao lại đột nhiên xảy ra cháy? Yến chỉ đi sang bên cạnh hai bước, hoác hoài tín vội vàng đi theo. Yến chỉ lạnh lùng nói, chúng ta vẫn không biết rốt cuộc là ai hạ độc tần an, đêm qua cửu cô nương đã tra rõ chuyện này người hạ độc đã bỏ độc vào trong bình đựng thuốc của Tần An, mà người đó là một nha đầu hầu hạ bên trong Phật đường này. Đêm qua ta đã cho người thẩm vấn, nha đầu kia thấy Tưởng Thị và Thái Hà đều đã chết nên mới thành thật khai báo. Là do Thái Hà sai khiến nàng làm vậy, lúc đó nàng cũng không biết đó là cái gì, bởi vì Thái Hà đã cứu nàng cho nên nàng mặc kệ, bất kể là cái gì thì cũng sẽ giúp Thái Hà đi làm. Hoác hoài tín chớp mắt, Thái Hà là nha đầu bên cạnh lão phu nhân sao yến trì gật đầu đúng vậy trước đây cửu cô nương vẫn muốn tìm bức tranh vẽ nhị di nương nghĩ đến có lẽ tìm thấy bức tranh rồi thì có thể tìm thêm được chốt dấu vết để lại đêm qua cửu cô nương đã tìm được ta cũng đã cho người giữ lại bức tranh đó để sau này làm bằng chứng ngoài ra thái hà có vẻ như có tật ở mắt mà phu quân của nhị di nương cũng mắc phải bệnh này như vậy có thể chứng minh khả năng lớn thái hà chính là đại nữ nhi của nhị di nương còn vì sao năm đó nàng ta không chết trong trận lửa lớn đó thì hiện tại vẫn chưa biết được có điều năm đó nàng mới chỉ là một tiểu cô nương mà thôi lại có thể tránh được đại hòa rồi sau đó tiến vào trong tần phù mấy vấn đề này chỉ chờ sau này đi kiểm chứng lai lịch của thái hà thì mới có thể biết được hoác hoài tín gật đầu chúng ta tìm thủ phạm lâu như vậy thế mà nàng ta lại tự mình đứng ra rồi. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 194. Yến chỉ lắc đầu, không phải chính nàng, có lẽ nàng biết cửu cô nương đã tìm hết manh mối có thể, không muốn bị bắt, nên dùng biện pháp quyết liệt này để báo thù. Hoác hoài tín thở dài, suy cho cùng, việc này bắt nguồn từ những tội ác mà tần phủ gây ra. Nói rồi, hoác hoài tín chợt nhớ, còn một chuyện nữa, đêm qua cửu cô nương bị thương. Nghe nói mọi người đều biết rằng đại thiếu gia nhà Tần từng có ý định giết cửu cô nương nhưng chưa kịp thực hiện. Ánh mắt Yến chỉ tối sầm lại, đúng vậy, sau khi bị bọn họ hại, cửu cô nương quên mất chuyện này, còn tưởng rằng chính mình bị ngã xuống giếng trong hồ vào ngày mưa, nhưng thực ra nàng cũng không rõ chính xác mọi việc sau đó. Yến chỉ giải thích ngắn gọn về chuyện của Tần Hoàn, hoác hoài tín mắt trợn lên, tỏ ra không thể tin nổi nhưng vẫn không hỏi thêm, không ngờ đại thiếu gia nhà Tần lại độc ác đến như vậy. Hoắc Hoài Tín vừa nói vừa nhìn lướt qua ba thi thể trên mặt đất, thải hà này không đơn giản, nàng dùng cách này, thực sự làm chúng ta quan phủ đỡ tốn sức. Hoắc Hoài Tín cười khổ, giọng điệu đầy bất lực và có phần châm biếm, không rõ là đang mỉa mai thải hà hay Tần phu. Ánh sáng trắng dần hiện lên nơi chân trời, một tia vàng rực chiếu xuyên qua tầng mây. Trời đã sáng và hôm nay sẽ là một ngày nắng. Yến chỉ nhìn về phía đống hỗn độn phía sau, thấy rằng ngọn lửa cuối cùng đã tắt, không còn chút khói bụi. Trong ánh nắng sớm mát mẻ, nơi từng là phủ đệ quyền quý nhất của Tần gia giờ chỉ còn lại vẻ hoang tàn và thê lương. Cửa hàng cầm đồ kia xin chi phủ đại nhân lo liệu cẩn thận, nếu việc này bị lộ ra, chi phủ đại nhân phải đảm bảo rằng trong tương lai, Cẩm Châu sẽ không xảy ra sự việc tương tự. Sau khi suy nghĩ một chút, Yến chỉ nhìn về phía tần lệ, hung thủ đã tự sát. Còn tần sâm, đêm qua hắn định mưu hại cửu cô nương, cũng là kẻ có tội. Thi thể của hắn và Thải Hà sẽ được quan phù kiểm nghiệm trước, sau đó sẽ giao lại cho người nhà tần phù. Là tội nhân thì không nên làm tang lễ lớn, để tần phủ tự lo nghi thức cho lão phu nhân. Hoác hoài tín gật đầu, đúng vậy, thưa điện hạ. Vậy người của phủ nha có thể rút lui toàn bộ được không? Còn Tần An, theo ý ta, chi bằng mang hắn về phủ nha. Yến chỉ nhíu mày, có ổn không? Tần Phủ đúng là gặp đại nạn, nhưng suy cho cùng, tất cả là do Tần An gây hòa. Tần Hoàn đã hy sinh để cứu hắn, vậy nên hắn không xứng đáng nhận được bất kỳ sự khoan dung nào từ mọi người. Hoác hoài tín thở dài, chậm rãi xoay người nhìn quanh, không khỏi lại thở dài thêm lần nữa. Trước đây, Tần Phủ được coi là một gia tộc quyền quý bậc nhất ở Cẩm Châu, nên hắn cũng từng giao hảo với họ một cách cẩn trọng. Ai mà ngờ được, đằng sau vẻ ngoài hào hoa của Tần Phủ lại che giấu những tai tiếng như vậy. Ngày xưa là một gia tộc lừng lẫy, giờ đây lại hoàn toàn sụp đổ, tất cả chỉ trong vòng nửa tháng. Hoác hoài tín càng nghĩ càng cảm thán, vinh hoa phú quý, chỉ trong chớp mắt đã tan biến. Tần hoàn ngủ mơ màng, nghe thấy bên tai có tiếng bước chân khe khẽ. Nàng mở mắt, ánh sáng trôi lóa đập vào làm nàng hơi khó chịu. Lấy lại bình tĩnh, nàng đưa tay vén màn giường lên. Màn giường vừa mở, tần hoàn nhìn thấy bóng dáng của Phục Linh, đôi mắt nàng sáng lên, Phục Linh. Phục Linh đang thu dọn y phục của tần hoàn từ hôm qua, vừa nghe tiếng gọi, lập tức quay người lại, bước nhanh đến trước mặt nàng, lo lắng hỏi, tiểu thư, ngài cảm thấy thế nào? Tần hoàn xoa thái dương, ngồi dậy, ta thì có gì đâu, ta còn muốn hỏi ngươi có sao không đấy. Phục Linh đưa tay sờ sau đầu, nô tỳ ổn rồi, chỉ là đêm qua nô tỳ ngủ suốt đêm không bồi tiểu thư. Tiểu thư sờ thử xem, vết sưng sau đầu của nô tỳ cũng đã tiêu rồi. Vừa nói, Phục Linh cúi đầu xuống, Tần Hoàn đưa tay sờ nhẹ. Tần Hoàn thở phào nhẹ nhõm, đêm qua ngươi không bôi thuốc, tuy không phải vết thương lớn, nhưng lát nữa nhớ thoa chốt thuốc tan máu bầm cho mau khỏi. Phục Linh vội vàng gật đầu, thấy Tần Hoàn muốn đứng dậy liền tiến tới hầu hạ, tiểu thư, đêm qua sau đó đã xảy ra chuyện gì? Tại sao đại thiếu gia lại đánh nô tỳ ngất xỉu? Lúc đó nô tỳ đứng ở cửa, không ngờ đại thiếu gia lại ra tay bất ngờ, chưa kịp kêu thì trước mắt đã tối sầm. Còn nữa, có phải thế tử điện hạ đã cứu chúng ta không? Và tại sao lại có người nói rằng trước đây đại thiếu gia đã hại ngài? Tần Hoàn vừa được Phục Linh đỡ dậy vừa mặc quần áo, vừa nói, "Đúng vậy, thế tử điện hạ đã tới kịp thời. Còn về Tần Sâm, trước đây không phải ta tự nhảy xuống hồ, mà là hắn hại ta. Nhưng khi tỉnh lại, ta chẳng nhớ gì cả, chỉ nghĩ rằng mình vô tình trượt chân rơi xuống hồ." Phục Linh trợn tròn mắt, Tần Hoàn nhìn nàng, giọng thành thật hơn, "Dù không nhớ rõ lắm, nhưng ta đoán rằng lúc đó ta thấy Tần Sâm đi vào từ Trúc Lâm, vì tò mò mà theo sau. Sau đó, ta phát hiện hắn và Thải Hà đang lén lút tư tình. Phục Linh sửng sốt, vậy Thải Hà là con gái của Nhị Di Nương sao? Mọi chuyện đều bắt nguồn từ tay nàng ta. Tần Hoàn gật đầu, cài từng chiếc nút áo cẩn thận, sau đó đi đến bên cạnh rửa mặt. Đúng vậy, chỉ là ta vẫn không rõ chuyện đã diễn ra thế nào vào năm đó. Phục Linh sững sờ, trời ơi thật sự sao đại thiếu gia hắn không chỉ phản bội thiếu phu nhân mà còn có thể ra tay hại tiểu thư sao phục linh như vừa nhận ra điều gì lập tức nổi giận uổng công nô tỳ vẫn luôn nghĩ hắn là người tốt luôn đối xử rất tử tế với chúng ta ai ngờ tiểu thư chẳng lẽ nô tỳ suýt nữa đã hại ngài sao tần hoàn vừa lau mặt vừa cười bất đắc dĩ sao lại có chuyện đó ta cũng đã quên mọi thứ có lẽ vì biết ta không nhớ chuyện cũ, nên hắn đã từ bỏ ý định giết ta. Nhưng khi hắn biết ta định hỏi người gác cổng để điều tra, hắn hoảng sợ, nghĩ rằng ta đã nhớ ra, nên vội vã muốn giết ta. Phục Linh vẫn tức giận, cau mày nói, gieo gió gặt bão. Vừa nãy khi nô tỳ thức dậy đã nghe nói về chuyện đêm qua, khi đó chỉ nghĩ không ngờ sự việc lại diễn ra đến mức này, giờ nghĩ lại thì thật đáng đời. Tần Sâm đã chết mọi chuyện cũng đã bị vạch trần. Trong lòng Tần Hoàn cảm thấy mình đã có một lời giải đáp cho cửu tiểu thư. Đúng vậy, ta không tin vào quỷ thần, nhưng ta tin vào nhân quả. Mọi chuyện đều có nguyên nhân, rồi cũng sẽ có kết quả. Tần Hoàn Trấn An nhìn Phục Linh, chuyện này qua rồi, không cần lo nghĩ nữa. Trên đời này có hàng ngàn loại người, chúng ta không thể phân biệt hết được cũng là chuyện thường. Phục Linh gật đầu, thảo nào tiểu thư muốn đi từ Trúc Lâm, chắc chắn tiểu thư đã phát hiện ra điều gì lúc đó nô tỳ không nghĩ ra bình thường chẳng ai nghĩ tới đâu đừng bận tâm chuyện đó nữa tần hoàn vỗ nhẹ vai phục linh rồi hỏi người bên đón gió viện đã tới chưa tần hoàn nghĩ đến diêu tâm lan liền hỏi phục linh lắc đầu chưa thấy ai tới các cô nương bên vãn đường vẫn ở trong sân chắc chưa ai tới cả tần hoàn thở phào không ai đến điều đó cho thấy diêu tâm lan đã ổn Vậy là tốt rồi, đại tẩu sinh con gái, lát nữa chúng ta đi thăm họ. Khóe môi Phục Linh khẽ cong, nếu có điều gì đáng mừng, thì đây chính là chuyện tốt lành duy nhất. Sắc mặt Tần Hoàn cũng nhẹ nhàng hơn một chút, khi nghĩ đến Diêu Tâm Lan, nàng không khỏi có chút thương tiếc. Lâm Thị mất đi Tần Sâm chắc chắn rất đau khổ, nhưng dường như bà chưa từng thật lòng yêu thương Diêu Tâm Lan. Bà thậm chí còn ghét bỏ vì Diêu Tâm Lan không thể sinh cho Tần Sâm một đứa con trai để nối dõi. À, đúng rồi, Phục Linh bỗng nhớ ra điều gì, tiểu thư, Tam lão gia đã bị chi phủ đại nhân bắt về nha môn. Tất cả những người có liên quan trong phủ cũng bị nha sai mang đi tra hỏi. Hiện giờ, nhị thiếu gia đang lo liệu tang sự cho lão phu nhân. Thi thể của đại thiếu gia và thải hà cũng đã bị mang đi. Nghe vậy, Tần Hoàn bước tới bên cửa sổ, khi mở cửa sổ ra, một làn gió ấm áp và nhẹ nhàng từ bên ngoài liền thổi vào. Chương 195. Nhìn vào ánh sáng của mặt trời, tựa hồ đã là buổi chiều, Tần Hoàn đứng trước cửa sổ ngắm nhìn ra xa. Tiểu viện này không có thay đổi gì so với trước đây, nhưng nàng biết rõ rằng bên ngoài Tần phủ đã xảy ra biến động lớn, ngay cả bản thân Tần phủ cũng lung lay không chừng. Vậy nàng thì sao? Trong lòng nàng bỗng dấy lên một suy nghĩ, rồi hỏi thế tử điện hạ đâu rồi? Phục Linh nhìn sâu vào mắt nàng, đáp, thế tử điện hạ đã tới cách đây khoảng một canh giờ, ngài biết phu nhân đang nghỉ ngơi nên không nói gì mà rời đi. Hình như ngài ấy cùng chi phủ đại nhân trở về phủ. Nghe nói chi phủ đại nhân đã bắt được vài kẻ trong tiệm cầm đồ, chắc là có việc gấp. Trong lòng tần hoàn cảm thấy không yên, nàng bỗng nhiên cảm thấy hoảng hốt, điều này chưa từng xảy ra trước đây. Khi đi đến viện đón gió, Tần Sương vẫn còn ở trong sân. Tần Sương, với dáng người hơi tròn chỉnh, nhẹ nhàng nắm tay bé nhỏ của đứa trẻ, đang trêu đùa nó. Nghe thấy tiếng bước chân, nàng ngước lên và thấy đó là Tần Hoàn. Trên gương mặt nàng không có vẻ ghét bỏ như thường lệ, chỉ cúi đầu tiếp tục nói chuyện với đứa bé. Cửu tiểu thư đã đến, mặc thư bước ra chào đón, cửu tiểu thư yên tâm, tiểu thư của chúng ta sẽ không bị chảy máu lại đâu. Tần Hoàn gật đầu, hỏi, đại tàu đã tỉnh chưa? Mặc thư gật đầu đáp, đã tỉnh, đã uống thuốc và hiện giờ lại đang ngủ. Tần Hoàn theo Mặc thư vào nội thất, quả nhiên, Diêu Tâm Lan vẫn đang nhắm mắt ngủ. Tần Hoàn bắt mạch, thấy mạch tượng đã mạnh lên nhiều, nàng thở phào nhẹ nhõm, phương thuốc này vẫn có tác dụng, đại tàu lần này tuy trải qua kinh động nhưng không nguy hiểm. Tuy nhiên, thân thể vẫn còn yếu, cần phải chờ vết thương lành rồi từ từ bồi dưỡng thêm. Mặc Thư vội vàng gật đầu, nhưng vẻ mặt lại lộ ra chút do dự. Thấy vậy, Tần Hoàn hỏi thẳng, "Có chuyện gì sao?" Mặc Thư thở dài, "Nô tỳ không biết mình có suy nghĩ quá nhiều hay không, nhưng hôm nay tiểu thư tỉnh hai lần, tuy đã uống thuốc, nhưng không nói gì cả, chỉ nhìn tiểu tiểu thư, cũng không ôm con bé." Tần Hoàn nhíu mày, nhìn Diêu Tâm Lan đang ngủ say trong lòng nàng cảm thấy lo lắng diều tâm lan không hề nói gì cũng không hỏi thăm tần sâm kể từ khi tỉnh dậy nàng chỉ nói đúng ba chữ trời đã sáng hãy mang tiểu oa nhi đến cạnh nàng mặc thư vội vàng gật đầu nhưng vẫn lộ ra vẻ do dự trên gương mặt thấy vậy tần hoàn hỏi ngay có chuyện gì sao mặc thư thở dài nô tỳ không biết có phải mình nghĩ quá nhiều không nhưng hôm nay tiểu thư tỉnh lại hai lần uống thuốc nhưng không nói gì, chỉ nhìn tiểu tiểu thư, thậm chí còn không ôm đứa bé. Tần Hoàn nhíu mày, lo lắng nhìn Diêu Tâm Lan đang ngủ yên tĩnh. Diêu Tâm Lan không hỏi gì về Tần Sâm, từ lúc tỉnh lại đến giờ, nàng chỉ nói đúng ba chữ, trời đã sáng. Hãy đưa Tiểu Hoa Nhi đến bên cạnh nàng. Diêu Tâm Lan yêu Tần Sâm, có lẽ nàng chắc chắn rằng Tần Sâm đã đặt tình cảm vào nàng, hoặc có lẽ nàng đã đoán được Tần Sâm đã mất. Nhưng đối với nàng, con cái giờ là quan trọng nhất. Tần Hoàn có thể chữa lành vết thương thể xác cho người khác, nhưng không thể nào chữa lành vết thương trong lòng họ. Ngoài việc bảo mặc thư mang tiểu oa nhi đến bên diêu tâm lan, nàng không nghĩ ra cách nào khác. Hảo, nô tỳ hiểu rồi, mặc thư gật đầu lia lịa. Khi tần sâm còn sống, diêu tâm lan không mấy vui vẻ, nhưng dù sao khi đó, nàng là chính thất thiếu phu nhân trong phù. Bây giờ, khi tần sâm đã ra đi thân phận và địa vị của diêu tâm lan cũng biến đổi theo càng không cần nói đến việc tần phủ hiện giờ còn chưa chắc đã có thể tự bảo toàn tần hoàn đứng dậy đi ra ngoài bước vào gian phòng ấm áp thấy tần sương vẫn đang đùa giỡn với tiểu oa nhi khi tần hoàn đi đến gần nàng nhìn thấy gương mặt nhăn nheo của tiểu oa nhi qua một đêm đã trở nên mềm mại hơn trên khuôn mặt nhỏ nhắn mơ hồ có thể thấy những nét tinh xảo của diêu tâm lan Tần Hoàn cúi xuống chạm vào khuôn mặt nhỏ của đứa trẻ, và ngay lập tức, khóe miệng của nó nhếch lên. Tiểu tiểu thư đang cười với cửu cô nương kia. Nghe tiếng hô vui mừng của Mặc Thư, Tần Sương khẽ hừ một tiếng, có chút không hài lòng nói: "Cô cô ở bên con cả đêm, vậy mà con không cười với cô cô, con bé này." Mặc Thư vội đáp: "Lục tiểu thư nói vậy là không đúng, tiểu tiểu thư vừa nãy cũng cười với ngài mà." Tần Sương lại hừ một tiếng. Thôi, thôi, dù sao cô ấy cũng là ân nhân cứu mạng, cười với cô ấy một chút cũng được. Mặc thư nhẹ nhàng thở phào, tần hoàn nhoẻn miệng cười, rồi đứng thẳng người dậy, nói, ta sẽ đi xem tình hình của nhị ca. Tần lệ bị bệnh, tần hoàn vẫn luôn ghi nhớ điều đó. Khi nàng đã bắt đầu chữa trị cho ai, nàng sẽ không bỏ giờ nửa chừng. Nghe nàng nói vậy, mặc thư vội đáp, nô tỳ sẽ dẫn ngài ra ngoài nhị thiếu gia chắc đang ở quản sự viện chuẩn bị cho lễ tang của lão phu nhân tần hoàn gật đầu rồi cùng mặc thư ra cửa khi đã đi tới cửa chính mặc thư mới nhẹ giọng cười nói cửu tiểu thư đừng trách lục tiểu thư lục tiểu thư thực sự đã ở đây trông coi cả đêm sáng sớm hôm nay nàng mới ngủ được một chút rồi lại nói chuyện với tiểu thư dù không thể làm tiểu thư mở lời phu nhân và ngũ tiểu thư bên kia đến giờ vẫn chưa có ai đến thăm Lục tiểu thư dường như đã hiểu chuyện hơn nhiều, tuy nhiên, giờ lão phu nhân không còn, Lục tiểu thư cũng không thể trông cậy vào ai, chỉ có thể tự mình tìm cách. Tần Hoàn rời khỏi Mặc thư, hướng thẳng về tiền viện. Hiện tại Tần An đã bị bắt đi, sau sự hỗn loạn đêm qua, Tần phủ trở thành một cảnh tượng rối loạn. Tuy nhiên, khi nàng đến tiền viện, tình hình lại tốt hơn so với nàng tưởng tượng. Mặc dù nét mặt của đám hại nhân có chút lo lắng, nhưng không có cảnh hỗn loạn mỗi người đều có việc riêng của mình chẳng bao lâu sau tần hoàn nhìn thấy một nơi trong sân đang treo linh kỳ có lẽ đây là nơi nàng đang tìm phục linh lập tức tiến lên hỏi thăm và rất nhanh tần lệ bước ra từ trong viện cửu muội sao muội lại đến đây tần lệ vẫn mặc nguyên bộ y phục từ đêm qua có vẻ như hắn đã không nghỉ ngơi suốt cả đêm hắn chỉnh lại y phục rồi bước tới gần tần hoàn trông sắc mặt có chút nhợt nhạt. Tần Hoàn nhìn hắn một lát rồi hỏi, nhị ca, giữa lúc bận rộn như vậy, ca đã uống thuốc chưa? Tần Lệ nhìn xuống, cười khổ rồi đáp, chưa uống, đêm qua bận dập lửa cả đêm. Sáng nay, phụ thân bị bắt đi, rồi lại phải lo liệu tang lễ cho tổ mẫu, còn phải sắp xếp ở Phật đường. Một số người còn bị gọi đi để mặc tang phục, quá bận rộn, không có thời gian uống thuốc, đành phải gác lại nhị ca có gặp được tam thúc không tần hoàn hỏi đôi mắt tần lệ lộ ra vẻ căng thẳng có gặp nếu đã gặp tần an thì tần lệ sẽ hiểu rằng bệnh tình của hắn tiếp tục xấu đi rồi hắn cũng sẽ trở nên như tần an tần hoàn thở dài vậy nên ta đến xem bệnh của ca đã có tiến triển gì tốt hơn không hiện giờ cả tần phủ đều trông cậy vào ca ca không thể ngã xuống dù có bận rộn đến mấy cũng không được quên uống thuốc nghe vậy phần ánh mắt tần lệ lập tức hiện lên vẻ xúc động cửu muội dù tần hoàn nói vậy nhưng điều đó không có nghĩa là mối quan hệ giữa nàng và tần lệ quá sâu đậm thấy hắn xúc động nàng không phản ứng nhiều chỉ nhìn vào cổ hắn nơi vài vết thối giữa xuất hiện rồi bảo hắn đưa tay để nàng bắt mạch nhớ mày tần hoàn nhận xét tốc độ lan rộng của bệnh dường như đã chậm lại nhưng vì huynh chưa uống thuốc đúng hạn bệnh vẫn chưa thể hoàn toàn được kiểm soát Tần Hoàn vừa nói, ánh mắt của Tần Lệ liền lóe lên tia hy vọng, vậy có nghĩa là thuốc của muội có tác dụng. Tần Hoàn bình thản đáp, nhị ca cứ đi lo việc, ta sẽ trở về suy nghĩ thêm. Nói xong, Tần Hoàn lập tức rời đi, thẳng hướng Đinh Lan Uyên. Mấy ngày trước, khi những lời đồn đãi về Tần Phủ được phanh phui, Tần Hoàn đã giúp đỡ điều tra vụ án và kiểm nghiệm bằng chứng. Đêm qua, sau vụ hỏa hoạn, dù là những chuyện quá khứ hay vụ án của liễu thị và lưu xuân đều đã có kết quả phủ nha người cũng đã chạy trốn bây giờ khi tất cả những căng thẳng đã biến mất tần hoàn lại cảm thấy trong lòng trống rỗng như thể thiếu đi điều gì đó một khi đã như vậy nàng quyết tâm sẽ chữa khỏi bệnh cho tần lề về đến đinh lan uyển tần hoàn lại tiếp tục nghiên cứu các phương thuốc mà nàng đã chuẩn bị trước đây dù vụ hòa hoạn đêm qua không khiến nàng hoảng sợ nhưng những ngày ở Tần phủ vẫn không đủ để khiến nàng hoàn toàn cảm thấy mình là cửu tiểu thư của nơi này. Vì không có quá nhiều tình cảm với Tần phủ, nàng cũng không quá lo lắng. Điều quan trọng hơn với nàng lúc này là trách nhiệm của một y giả, điều này khiến nàng cảm thấy có ý nghĩa hơn. Phục Linh vốn còn lo lắng Tần Hoàn sẽ bị ảnh hưởng bởi sự việc, nhưng khi thấy nàng vẫn bình tĩnh nghiên cứu phương thuốc, cô liền an tâm phần nào. Nhìn Tần Hoàn lật sách và ghi chép phương thuốc, phục linh mài mực bên cạnh bất chợt tân hoàn ngẩng đầu lên đêm qua thế tử điện hạ làm thế nào mà tìm thấy chúng ta phục linh sửng sốt tiểu thư không phải ngài đang viết phương thuốc sao sao lại đột nhiên nghĩ đến thế tử điện hạ không không phải vậy ta chỉ đang nghĩ về chuyện gì đã xảy ra thôi ta đã quên không hỏi hắn tối qua chúng ta ở vị trí rất hẻo lánh trong kho sách làm sao mà hắn có thể tìm ra được phục linh chớp chớp mắt cười nói thế tử điện hạ chắc hẳn có thần thông rồi ngài hỏi chàng một chút là sẽ biết thôi nghe vậy tần hoàn cúi xuống tiếp tục lật sách với tốc độ chậm hơn trước thấy nàng không để tâm nhiều phục linh thở dài nói lần này lại là thế tử điện hạ cứu ngài từ sáng đến giờ nô tỳ chưa ra ngoài hỏi kỹ chuyện đêm qua nhưng nô tỳ chắc chắn đó là thế tử điện hạ tần hoàn nhìn phục linh đầy nghi hoặc ngươi không phải rất sợ hắn sao? Sao giờ lại xem hắn như anh hùng cứu mạng vậy? Nghe vậy, Phục Linh rụt cổ lại, nói, sợ thì vẫn sợ, nhưng Thế Tử Điện Hạ là người lợi hại nhất mà Nô tỳ từng gặp. Hơn nữa, ngài ấy còn rất tốt với tiểu thư. Nghe những lời này, bình thường Tần Hoàn có thể dễ dàng đối đáp, nhưng lần này nàng lại bất ngờ im lặng, trong lòng có chút sao đâu. Theo bản năng, nàng quay lại đọc sách y, nhưng mọi chữ trên trang sách dường như không vào đầu nàng nữa. Trên đời, không có nam tử nào lại vô duyên vô cớ tốt với một nữ tử. Dù Tần Sâm là kẻ ác độc, hắn từng nói câu này mà Tần Hoàn vẫn nhớ mãi. Nghĩ lại, Tần Hoàn không khỏi suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra trước đây. Vụ án đầu tiên là hoác hoài tín nhờ vả nàng. Còn vụ thứ hai, Yến Trì đã biết rõ năng lực của nàng và ngay từ đầu đã tạo điều kiện thuận lợi hắn không chỉ không để tâm đến việc nàng là một cô gái làm công việc của ngộ tác mà thậm chí còn ủng hộ và dung túng nàng đi nào chúng ta đến dược kho một chuyến tần hoàn cầm lấy phương thuốc vừa mới viết xong và đột ngột đứng dậy phục linh hốt hoảng tiểu thư sao đột nhiên tần hoàn không đáp chỉ khoác lấy áo choàng và bước đi không vì lý do gì khác nàng không muốn tiếp tục ngồi trong phòng mà suy nghĩ lung tung khi tần hoàn nói đi phục linh lập tức đi theo hai người cùng đi đến dược kho nhưng lại thấy cửa bị khóa chặt phục linh ngạc nhiên hỏi có chuyện gì vậy tiền đại phu đâu rồi tần hoàn suy nghĩ một lát rồi nói không phải đã nói là những người có liên quan đến vụ án đều bị đưa đến phủ nha để thẩm vấn sao phục linh như bừng tỉnh đúng vậy hơn nửa khả năng là vậy vậy giờ phải làm sao tiểu thư tần hoàn liếc nhìn phương thuốc trong tay cằm hơi nâng lên chúng ta ra ngoài mua thuốc, đi thôi. Tần Hoàn đã mấy ngày không ra khỏi phủ, nhân dịp hôm nay trời nắng giáo, ra ngoài cũng không có vấn đề gì. Hai người nhanh chóng đi về phía cổng hôm phía tây, may mắn thay, người canh cổng vẫn còn ở đó, và không lâu sau, Tần Hoàn đã lên một chiếc xe ngựa đơn giản, thẳng tiến đến tiệm thuốc gần nhất. Tiệm thuốc gần nhất nằm ở một góc phố nhỏ, khi xe ngựa dừng lại, Tần Hoàn và Phục Linh nhanh chóng bước vào. Tiệm thuốc khá rộng, nhưng buổi chiều không có nhiều người đến. Khi hai nàng vừa vào cửa, một tiểu nhị nhanh chóng tiến đến chào hỏi, "Hai cô nương, đến khám bệnh hay mua thuốc?" "Mua thuốc." Tần Hoàn trả lời, rồi trực tiếp đưa phương thuốc cho tiểu nhị. Tiểu nhị làm việc rất nhanh nhẹn, nhận lấy phương thuốc rồi nói, "Xin cô nương chờ một lát." Sau đó, hắn đi đến quầy thuốc để bốc thuốc. Tần Hoàn tiến đến gần quầy nhìn tiểu nhị từng tay chụp thuốc lên tờ giấy vàng nhìn từng loại dược liệu được bày ra tần hoàn chợt nảy ra trong đầu một công thức thuốc mới tần hoàn cau mày có chút do dự rốt cuộc nên dùng thổ phục linh hay là viễn trí đây tất nhiên là dùng thổ phục linh tần hoàn vừa lầm bầm chưa dứt lời đã có người từ bên cạnh đáp lại tần hoàn kinh ngạc quay đầu về phía giọng nói và thấy một thiếu niên đầu đội mũ mặc áo bạch sam không biết đã đứng cạnh nàng từ khi nào. Khuôn mặt thiếu niên tuấn tú như ngọc khiến tim nàng đập thình thịch. Thiếu niên với khuôn mặt như ngọc, đầu đội mũ, đôi mắt trong sáng như dòng suối, mặc bạch sam nhẹ nhàng như phủ sương tuyết. Tần Hoàn nhìn chàng, nhất thời ngẩn ngơ. Đối diện, thiếu niên cũng ngạc nhiên khi nhìn thấy Tần Hoàn. Giữa bãi cỏ hoang, làn sương mờ, có một mỹ nhân tựa như ánh sáng thanh khiết. Thiếu niên cười vang bỗng nhiên cong môi đọc bốn câu thơ. Tần hoàn thoáng chớp mắt nhìn chàng, tay vô thức nắm chặt lấy cổ tay áo để chấn tĩnh lại. Thấy nàng không nói gì, thiếu niên chắp tay cúi chào nàng, là tại hạ đường đột. Tần hoàn cố nén những cảm xúc trong lòng, cúi mắt hành lễ, công tử không cần đa lễ. Thiếu niên đứng dậy, ánh mắt lướt qua tần hoàn rồi dừng lại ở quầy thuốc. Chàng tiến gần hơn một bước, hạ giọng, cô nương chắc không phải người bị bệnh phương thuốc này chắc là để mua cho người nhà phương thuốc này có lẽ là do cô nương tự tay kê đúng không phần này đến đây là hết mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn